không có hướng dẫn liên khai gì mà chủ yếu là làm clip để mà chém gió với bạn về những cái thuật ngữ trong cái trò Webop này. Thì trước giờ mình làm clip hướng dẫn thì mình có nói một số cái thuật ngữ trong đó mà mình không có giải thích nghĩa, tại vì không phải clip nào cũng có thể mà đưa giải thích vô được, tại vì nó sẽ làm cái thời lượng clip nó tăng lên và mấy cái clip nó giống nhau về cái phần giải thích như vậy thì sẽ làm cho mấy bạn coi bạn chán, nhiều khi mấy bạn tắt mẹ không có coi nữa. Thì nên là mình sẽ làm clip này để mà giải thích về những cái thuật ngữ mà mình sử dụng trong những cái hướng dẫn vừa qua của mình. Thì cái thuật ngữ này thì mình chủ yếu là nói về thuật ngữ trong combo, chứ mấy cái thuật ngữ trong mod miết thì mình không có gành lắm, cho nên là mình sẽ nghiên cứu lại và mình sẽ làm về một cái clip riêng để nói về thuật ngữ trong mod. Còn riêng clip này thì chỉ nói về combo thôi, và nếu mà xem thấy hay thì có thể like và share để ủng hộ mình, và nếu không hay thì nhớ subscribe channel của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng combo. Thì combo nó là một cái phần, một cái đoạn liên kết giữa nhiều trick với nhau ghép lại, và nó có đầu có đuôi, nó có một cái tốc độ ổn định cũng như là một cái phong cách thể hiện riêng của mỗi người. Cái phong cách thể hiện này thì nó không quan trọng bằng cái việc là những cái trick ghép lại với nhau, thì các bạn mà ghép nó không có được chặt chẽ thì nó sẽ làm cho combo nó bị rời rạc. Còn cái phong cách thì nó tùy thôi, mấy bạn chơi lâu thì nó sẽ có một cái phong cách nó nhìn nó đẹp hơn là mấy bạn mà mới chơi. Đó thì sau đây sẽ là một cái ví dụ về combo. Đó. 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 Đó, thì đây là ví dụ về combo. Cái đó là link khay. Link khay thì nó tương đối là cái phạm vi của nó hẹp hơn là combo. Nó là một cái đoạn cũng là liên kết giữa các cái trick với nhau nhưng mà nó ngắn hơn và nó không có đầu không có đuôi. Thì nó nôm na là link khay là nó là một cái phần của combo, tức là hình dung cho nó dễ thì nhiều link khay ghép lại nó sẽ tạo thành được một cái combo. Đó thì sau đây sẽ là một cái ví dụ về link khay. Đây là ví dụ về một đoạn link khay. Đó, như các bạn thấy thì nó không có đầu không có đuôi gì hết. Đó, nó cứ bắt đầu và nó ngưng lại giữa chừng như vậy thì gọi là link khay. Đó là hybrid. Hybrid thì cái này thì mình nhắc tới tương đối là ít hơn link khay. Link khay thì hầu như là mấy cái series gần đây của mình là chủ yếu là làm về link khay. Mình làm chính về link khay là tại vì nếu mà làm về combo thì mình không có nhớ được, nói thiệt với bạn là mình không có nhớ được, tại vì cái việc mà mình vừa nói vừa làm như vậy thì nó phải kiểu như là phải phải nó khó vãi đái luôn, cho nên là nhiều khi không có nói, không có vừa nói vừa làm được, nên là không có nhớ hết được cái combo để mà hướng dẫn cho các bạn. Thì hybrid nó là hẹp hơn link khay, tức là nó chỉ bao gồm là hai trick ghép lại với nhau thôi, còn link khay thì nó còn ở mức nhiều trick, nó lớn hơn hai, còn cái này thì nó chỉ là hai trick ghép lại với nhau thôi. Và ví dụ như là mình có một cái trick là Sonic và Background thì mình ghép hai trick lại thì nó sẽ tạo thành một cái hybrid. Thì hybrid thì nó tương đối là quan trọng và các bạn newbie nên chú ý tập kỹ cái này, tại vì nó sẽ góp phần cho các bạn một cái vốn hybrid để mà dành cho việc làm liên khay hoặc là làm một combo các kiểu, thì nó sẽ tương đối là nó quan trọng, cho nên là cần phải chú ý. Cuối cùng là một cái thuật ngữ mà có lẽ là nó không có được mình nhắc tới nhiều, hình như là trước giờ mình chưa bao giờ mình nhắc tới cái này, đó chính là ending và opening combo. Ending thì nó tương đối là nó quan trọng, còn opening thì nó có phần nào đó rồi nó hơi bớt quan trọng hơn, tại vì cái phần mở đầu thì mình thấy là các bạn bắt đầu hầu như là bằng trick nào cũng được, và các bạn thấy nó xuôi mắt thì các bạn cứ lấy các bạn xài thôi, nhưng mà cũng đừng có làm mấy cái trick kiểu như là nó hơi đâm bang quá thì nó hơi kỳ, ví dụ như là mới vô bạn chạc xong các bạn quay thì nó hơi kỳ, nó kiểu nó quái quái. Còn cái việc các bạn kết thúc bằng cái trick nào thì nó khá là quan trọng, tại vì nó sẽ để lại một cái ấn tượng trong cái mắt người xem, thì người ta sẽ quyết định là người ta có thích cái combo của bạn hay không. Thì cái phần ending này nó cũng có một cái gì đó nó góp phần vào cái chuyện đó. Thì ending các bạn có nhiều sự lựa chọn, ví dụ như các bạn có thể continue một số cái trick như là burst fingerless time around, hoặc là các bạn high tour pull can,
là làm một cái gì đó nó ầm ầm lên thì người ta xem người ta sẽ thấy là combo bạn má này má combo khủng vãi như vậy đó, thì nó như vậy. Còn cái chuyện mở đầu bằng cái nào thì nó không có quan trọng bằng, ví dụ như là các bạn có một cái số tiền, các bạn có ít có nhiều đâu có ai quan tâm đâu, thì các bạn đầu tư một cái gì đó người ta chỉ quan tâm là các bạn thu được cái gì thôi. Ví dụ như cuối cùng các bạn thành tỷ phú, các bạn có ít tiền mà các bạn cuối cùng thành tỷ phú thì người ta sẽ quan tâm. Còn các bạn có nhiều tiền mà các bạn đầu tư sau đó các bạn thành ăn mày thì cuối cùng đâu ai quan tâm đâu đó, thì nó là như vậy. Và đó là những cái thuật ngữ mà mình thấy là nó tương đối là nó quan trọng trong việc làm combo của bạn. Còn những cái thuật ngữ mà nó sâu hơn, ví dụ như là counter hay là mấy cái gì gì đó speak, thì mình sẽ làm vào một cái video nói về việc làm cho combo nó đặc biệt hơn đó, chứ không phải là về những cái thuật ngữ phổ biến này. Và cái video này xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà thấy hay thì như đầu clip mình có nói là nhớ like và share, còn thấy dở thì nhớ subscribe nha.